Sao rồi? Đấy. Chép. Đây các bạn nhá. Tiếp tục dìu vào các ổ này. Vâng, úp vào đây. Đấu bên này cháu một bên cậu bên, à chú bên. Cháu sang bên đấy nhá. Đấu còn to à? Cứ sang đầu tiên. Đó quá. Đấy sâu lắm. Đéo lên được. Bằng gốc chủ tâm. Không lên được là chết. Con đấy là chết. Sao rồi? Đấy. Chép. Úi giời ơi. Đẹp này không có gì. Đây, vớt cá đây. Ừ.
Đấy, vẫn còn hai con nguyên nhỉ. Đây các bạn nhá, tiếp tục dìu dìu vào đây, dìu đây không chạy được. Bộ đánh này nó ham vẫn nằm nặng. ông giải lưới đi. Ông giải lưới đắt đánh lắm, ông làm bờ bền rồi đấy. Nó loạn chạy lung tung. Chạy cháu chú đuổi ra chỗ lưới, không đuổi vào góc. Đuổi ra chỗ lưới chứ không đuổi vào góc rồi. Đấy. Anh đấy nhá, anh đi giờ đấy nhá, em mấy cháu nó đi phải đây vào, đi vào chỗ góc ông đang giải lưới ạ. Đó quá. Sáng sớm có sương mù. Đấy, chạy nhảy đấy. Trên cao thuyền nhìn được, con cháu dưới chịu, không lóa. Ngồi trên thuyền thì nhìn thấy nó cực lòi. Đây có tay lưới phải? Nào.